nỗi nhớ, chợt về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ nên đứng ngoài hiên vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững Lan hả? À. À, đi ăn cơm với Hiệp nha. À, Hiệp có chỗ này hay lắm. Nhưng mà Lan mệt. Lúc mệt mỏi Lan ngại ra đường lắm. Nhìn tệ nữa. Thôi mà, lúc nào Lan cũng đẹp hết á. 10 giờ Hiệp qua đón Lan nha. Thôi được rồi, để Lan tự đi cho. Thôi, Hiệp đón Lan được mà. Ai lại để Lan đi một mình chứ. Ok, vậy đứng đầu đường đợi đi nha. Đừng có tới cửa nhà đó. Ok, quyết định vậy nha. Giờ Lan ngủ đi cho đỡ mệt. Hẹn buổi trưa nay gặp nha. Ừ, bye bye, trưa nha. Không biết rồi sẽ đi tới đâu nữa đây. Alo. Alo, có gì vậy chị Phượng? Trưa nay mày có bận không? Chả có gì không chị. Đi công chuyện với tao một chút nha. À, chuyện gì vậy chị? Chuyện quan trọng, đừng có hỏi nữa. Kêu nhỏ Hạnh với con Thúy đi chung. Dạ mấy giờ chị? Ờ, 9 giờ, nhớ đó. Dạ. Vậy rồi hả em? Trưa nay mình đi ăn ở đâu hả anh? À, anh có việc rồi. Em không chịu đâu. Anh bỏ em đi một mình hả? Tối qua cũng vậy, bữa nay cũng vậy nữa. Anh chỉ đi để thay đổi không khí một chút thôi. Rồi anh sẽ về với em mà. À, em ngoan nha, ở nhà chờ anh ha. Lần này thôi ấy nha, lần sau em cho anh ngủ ngoài luôn á. Ừ, anh hứa mà. Mì này bao nhiêu một tuần vậy? Cái này 48. Còn cái này? Cái này 35. Lấy em lại này. Hai này bỏ chung nha. Dạ. Dạ. Gì nữa không cô? Dạ thôi. Hả? Thôi mẹ con đi à. Ờ đi hả? Dạ. Ôi con gái chị đây đó hả? Trời ơi, lớn lên càng ngày càng xinh đó nha. Giống diễn viên đó. Ừ. Nè con, cậu ta tới đón hả? Dạ.
Trời, con bé dễ thương chị ha. Tôi đâu có biết mấy người là ai đâu. Đánh chết mẹ nó đi chị. Mày dán sống mày sao? Mày dám chọc tao hả mày? Cái Tôi đâu có biết mấy người đâu. Mà mấy người định làm gì tôi vậy? Thì đánh cho mày một trận. Chuyện của tao, để tao xử lý. Xử lý đi chị. Mày nghĩ sao? Nếu như tao tặng cho mày vài vết sẹo, gương mặt của mày sẽ ra sao đây? Chắc là có nhiều người để ý tới mày lắm. Chị ơi, chị tha cho em đi. Em xin mấy người mà. Ý mày, xin không mà được hả mày? Con ranh, mày đừng có tưởng á là tao không biết mày có mưu mô gì hả mày. Ý mày, nghe đi mày. Alo, Lan chưa ra hả? Có chuyện gì vậy? Nhà Lan có chút chuyện. Lan phải đi ngay. Hẹn khi khác nha. Sao vậy? Có cần Hiệp đưa đi không? Lan đi với mẹ của Lan. Mày á mà còn dính dáng tới ảnh thì mày đừng có trách tao nặng tay với mày. Chị ơi, mày nhớ mặt tao nha. Chị có người tới kìa. Đừng coi chừng tao nha mày. Hả? Đến nơi chưa? Có món gì ngon không? Mang phần vật cho tôi nha. Có món lẩu dâu lam nè, ông có muốn ăn không? Chờ đó đi, tôi qua nhà ông liền. Ủa, đang đi chơi mà. Nè, uống nước đi. Nè, hôm nay có chuyện gì mà mặt bà xanh lè xanh lét vậy? Áo bà bị gì vậy? Bà đừng có nói với tôi á, bà trèo rào bị trách nha. Phượng thấy tôi rồi. Cái gì? Nó còn gọi thêm mấy đứa bạn của nó nữa. Chút xíu nữa là cái mặt tôi bị đánh ghen tơi bời rồi đó, ông biết chưa? Trời ơi, không được đâu, nguy hiểm quá. Mình phải dừng lại thôi. Nó dám nói dám làm đó. Thôi chắc phải như vậy. Tôi cũng không muốn liều mạng nữa đâu. Ừ. Bây giờ tính sao với Hiệp đây? Hắn biết nhà tôi rồi, ổng chừng á bị lộ chết luôn á. Bây giờ vậy đi, bà nhắn tin cho nó, nói là em phải đi du học, ba mẹ em muốn cho em món quà bất ngờ, cho nên làm thủ tục hồi nào em không biết. Em rất vui khi được làm quen với anh. Vậy thôi. Tôi nghĩ tình cảm của nó chưa có sâu đậm đâu. Ủa, nhất là bên cạnh có con Phượng nữa đó.
Công nhận gì đổi sexy, tôi còn lâu mới bằng Phượng á. Ủa, vậy chứ bà muốn làm chân dài sexy hả? Ông này mệt quá. Hiệp gọi. Tính sao đây? Cứ nói như tôi vừa nói đi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Nhanh lên. Alo. Rốt cuộc là hôm nay xảy ra chuyện gì vậy Lan? Du học. Nghe chưa nghe. Thật ra thì rất xin lỗi Hiệp. Lan không thể nào tới được. Tại vì Du học. Người yêu Lan vừa đi nước ngoài về. Lan khó nói quá à. Vậy hả? Ừ. Vậy Hiệp phải xin lỗi Lan mới đúng. Vì đã làm phiền Lan. Không có gì đâu. Tại vì Lan nghĩ anh muốn dành cho Lan một điều bất ngờ mà. Vậy mình có còn cơ hội gặp nhau nữa không? Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà vào một dịp nào đó phải thích hợp cho cả hai. Hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt ha. Chào Hiệp. Chào Lan. Dạ, trời ơi, đau quá. Mà này Lan. Hả? Hắn khóc thúc thích hay là cười đau đớn vậy? Mệt dạ. Quá. Ông thôi mấy cái trò đó đi. Hiệp đã ok rồi. Bây giờ còn cái chuyện Chi Loan rẻ Thúy hai người đó thì mình làm sao đây? Mấy ngày rồi tôi suy nghĩ muốn nát óc mà không có cái kế nào nhắc tới vụ Chi Loan rẻ Thúy hết trơn á. Toàn là khổ dục kế nè, ném đá dấu tay nè, hay ngậm máu phun người thôi. Rồi Thôi, ông có bị khùng không vậy? Ba cái hèn kế đó chỉ có ông nghĩ ra thôi à. Nghĩ cách khác giùm tôi đi. Mà Lan nè. Ừ. Không ấy bà về nhà đi. Để lát á tôi lượn qua nó một vòng coi thử có thông tin gì không. Ừ. Tôi cũng mệt lắm rồi. Ừ. May quá. Từ giờ tôi còn phải đóng vai một cô gái xinh đẹp nữa. Mẹ tôi đang phát điên vì chuyện đó. Hết đối phó với Hiệp, lại phải để ý tới mẹ nữa. Bước ra khỏi nhà là bị mẹ soi mói từ đầu tới chân luôn. Gì nữa đây? Không, không có gì hết. Nhìn bà ăn mặc gì hơi... Hơi sao? Hơi lạ thôi. Dớ dẫn. Tưởng anh đi rồi chứ. Tụi nó bận nên anh hỏi em à. Em đã linh cảm á là anh sẽ không đi. Nên em mua rất là nhiều đồ ăn. Hôm nay á em quyết định sẽ nấu cho anh ăn. Em á sẽ cố gắng học làm một người vợ tốt của anh. Từ giờ á ngày nào em cũng sẽ nấu những bữa cơm ngon nhất cho chồng em ăn. Lúc nào á em cũng sẽ ở bên cạnh tâm sự với chồng em. Thật không em? Ừ. Em không bỏ anh đi bất ngờ chứ? Dạ, không bao giờ. Em á, chỉ có một mình anh thôi mà. Không thể như vậy hoài được. Em chịu hết nổi rồi. Em sẽ gọi điện thoại cho nó. Nó muốn cái gì cũng được hết đó. Chứ để nó ra khỏi nhà như vậy hoài, nó sống làm sao đây? Bộ có một mình em lại biết lo thôi hả? Bây giờ em tính gọi nó về rồi em nhét tiền vô tay nó phải không?
Em có muốn con mình nó nghiện ngập rồi nó chết vì ma túy không? Anh thôi đi. Tối ngày anh cứ ra ngoài, anh lo chuyện thiên hạ à. Về tới nhà này là chán chê rồi đó. Còn ăn nói cái kiểu vậy nữa. Em mà không vì con vì anh á, thì giờ này em không có ngồi đây đâu. Vậy mà anh có thương em đâu. Tối ngày cứ muốn bậy bỏng ở đâu á. Em thôi đi. Chính vì cái cách sống đó của em á, khiến cái nhà này bắt chán luôn à. Em đừng có nghi ngờ nữa có được không? Trời ơi là trời, tôi cắm đầu đi kiếm tiền là vì cái nhà này nè. Từ hồi nào tới giờ tôi có được một ngày nào yên ổn không? Tôi có được sung sướng, được cười thoải mái với anh không? Không bao giờ được ăn ngon ngủ yên. Hết còn phá vách, giờ tới chồng nạt nộ nữa. Em có thôi đi không? Thằng Hiệp á, sớm muộn gì nó cũng phải về nhà thôi. Hy vọng là hai đứa nhỏ sẽ làm nên chuyện. Tôi tin tưởng ở tụi nó. Đi vũ trường ba nào đó. Nhưng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để hắn tiêu hết tiền. Tức thiệt. Còn bà thì sao? Tôi cũng chưa nghĩ ra cách nào hay cả. Coi bộ vụ này khó ghê, khó hơn cả ăn trộm nữa. Rồi, hai đứa đã đi rồi. Tôi thấy tội nghiệp cho chú Khải và cô Ngân quá. Có một thằng con tối ngày chỉ biết phá phách, chẳng biết làm ăn gì hết, toàn là báo hại ba mẹ không à. Mình phải làm nhanh vụ này thôi. Nhưng mà muốn là một chuyện, làm lại là chuyện khác nữa. Mà nè, bà mới vừa nói tôi gì vậy? Làm là chuyện khác. Không phải câu trước nữa kìa. Thì là câu muốn là một chuyện. Ê, thôi tôi có ý này, lát gặp bà sao nha. Alo, alo. Ừ.
Cách này không được. Cách này cũng không xong nữa. Trời ơi, sao bế tắc quá vậy nè? Lan ơi, Lan. Trời ơi, ông làm gì mà cứ rình vậy? Cho tôi vô nhà đi, đứng ngoài đây làm gì? Rồi, thôi được rồi, vô đây, vô nhẹ thôi nha không? Nhanh lên. Ờ, biết rồi, vô trước đi. Trời ơi, ông có bị khủng không vậy? Làm vậy là phạm pháp, là đi tù, mà đi tù thiệt luôn đó. Ông có biết không? Sao ông khờ quá vậy? Ừ, nhưng tôi không biết sao mình phải làm vậy nữa. Hay bây giờ mình đem trả lại nha, vẫn còn kịp mà, đúng không? Ông khùng tập 2 rồi hả? Giờ mà quay lại, lỡ bị dân phòng bắt được thì sao? Chứ nhận sao? Tôi bí quá, không còn cách nào khác, cho nên tôi mới lỡ tay trót dại chứ bộ. Chết rồi. Thôi lỡ rồi, để mai tính đi. Mai qua gặp chú Khải, chắc chắn chú biết sẽ làm như thế nào mà. Chứ giờ tôi mù tịch rồi đó. Ờ, thôi vậy cũng được, để mai tính. Bây giờ bà cất giùm tôi cái túi này đi. Không được, nhà tôi đâu có chứa mấy cái thứ này được đâu. Ý của bà là không chứa đồ ăn cắp ăn trộm chứ gì. Vậy bà nghĩ tôi đi là vì ai, để làm gì? Không phải vì sự tự do của hai đứa mình á. Tôi cũng không thèm mạo hiểm vậy đâu. Được rồi, mệt quá. Trộm rồi em à, đúng là của thiên trả địa em à. Tại anh đó, tất cả là tại anh đó. Bây giờ biết sống sao đây? Em á thì đã nghĩa phần này rồi, bây giờ biết sống sao đi hả? Trời ơi, anh cấm em qua cái chỗ đó đó. Nhưng mà tiền mất hết rồi, biết kiếm đâu ra bây giờ? Bây giờ đi không được, bỏ cũng không xong nữa. Trời, chắc là tôi chết quá. Anh à, hay là anh về nhà xin lỗi ba mẹ đi, chắc là ba mẹ sẽ tha thứ cho anh đó. Ba sẽ giết anh đó, em biết không? Anh bỏ đi lâu như vậy rồi, ba mẹ chắc cũng lo dữ lắm rồi. Không có làm gì anh đâu, có mẹ anh nữa mà. Ba anh nó không có dám làm gì anh đâu. Nhưng mà còn em, anh không muốn mất em. Chỉ là tạm thời thôi mà anh. Kế Quảng Minh như trước đó, anh giả vờ biết lỗi, xin lỗi ba mẹ, rồi mình tính tiếp. Em sẽ chờ anh mà. Anh nghe em đi nha.
Anh à, em á không có muốn mất anh đâu. Nhưng mà bây giờ cái tình trạng vậy, tụi mình biết sống sao đây? Mẹ anh có bao giờ từ chối anh cái gì đâu. Anh chịu khó đi, rồi tụi mình sẽ có những ngày tháng bên nhau như trước mà anh. Được không? Em hứa em sẽ chờ anh mà. Đi anh. Nhưng em, em phải hứa với anh, em không được quay lại Funny đâu đó. Ừ. Em hứa mà, em thề. Em chỉ có một mình anh thôi. Tụi con táo bạo thiệt. Tụi con xin lỗi chú. Con cũng chưa từng thấy kế nào mà tệ đến như vậy á. Nhưng mà ít ra thì Hiệp cũng không còn tiền nữa rồi. Hy vọng là Hiệp sẽ về nhà. Không có sao, mấy đứa đã chấp nhận mạo hiểm, chú trách sao được. Chú còn phải cảm ơn nữa là đằng khác. Mấy đứa chỉ muốn tốt cho thằng Hiệp thôi mà. Vậy thì vụ của con Phượng thì sao? Tụi con đã tính toán gì chưa? Ừ, con nghĩ Hiệp không có tiền, tất nhiên con Phượng sẽ buông Hiệp ngay. Chú đừng có lo. Nhưng con thằng Hiệp, không phải hai đứa từng nói dù không có tiền thì thằng Hiệp nó vẫn sẽ đeo bám con nhỏ đó sao? Nó về thì được rồi, nhưng rồi nó sẽ lại lấy tiền đi tìm con nhỏ. Khác nào là mình đang nói giáo cho giặc. À chú, con có kế này. Thôi đi cha, tôi lại ông á, tôi sợ lắm rồi. Không sao, cứ nói đi con. Con thấy con Phượng vẫn hay đi lại với những người khác khi mà Hiệp không có ở nhà. Con nghĩ đây có thể là chỗ chúng ta khai thác đó chú. Điều đó cũng không lạ, nhưng bằng cách nào? À, con nghĩ cách đau nhất của thằng con trai là khi bị cấm sừng, là khi thấy người mình yêu đi với người khác đó chú. Đúng, có lý đó. Thấy chưa? Bây giờ chú sẽ lo cho hai đứa người và xe. Chỉ cần thu xếp làm sao cho thằng Hiệp nó bắt được quả tang là được. Tụi con bàn tính kỹ vụ này đi nghe, đừng có để mắc phải sơ suất gì nữa, nhớ không? Dạ. Dạ, con biết rồi chú. Ê, Hiệp về. Hiệp về. Thôi, hai đứa lên lầu đi. Dạ. Dạ, dạ. Đi. Đẹp quá ha. Cái gì vậy? Trời ơi. Ba, con xin lỗi ba. Lên phòng đi. Ba sẽ nói chuyện với con sau. Ba, giờ này không phải là lúc trình bày. Con gửi lại chú. Thôi, bây giờ hai đứa về đi. Có giờ chú sẽ liên lạc với tụi con sau. Dạ. Dạ, đi. Đi.
Nè, hai đứa tính ngày giờ đi nghe. Tính trong tuần này thôi, để lâu á là hư chuyện đó. Dạ. À mà nè hai đứa, có gì không chú? Chú cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Dạ không có gì, tôi chú tụi con về. Về lắm. Con về nha chú. Ừ. Alo, em hả? Ba của anh hôm nay không nói năng gì hết, lạ thiệt. Anh cảm giác như vậy nó nặng nề hơn là việc ba anh la mắng. Thì đó, em nói với anh rồi mà. Anh đi mấy ngày như vậy á, ba mẹ anh sẽ lo sợ. Đừng có lo, ngoan ngoãn chút nha. Em nhớ anh lắm á. Anh cũng vậy. Xa anh mới mấy tiếng à, mà em đã không chịu nổi rồi. Em nhớ hơi của anh lắm á, anh biết không? Chờ anh nha, anh sẽ sớm đến với em thôi. Nhưng mà phải nhanh lên đó nha. Em sợ xa anh lâu quá, em sẽ nhớ anh đến già đi mất. Em không có chịu nổi nếu mà một ngày thiếu vắng anh đâu. Anh biết mà. Để anh nói chuyện với ba mẹ anh cái đã. Chứ lần này á, có vẻ như là ba mẹ anh đang tính cái điều gì đó. Anh sợ là khó lắm, hoặc là tụi mình sẽ chờ một thời gian dài. Anh phải lẹ lên nha, đừng có bỏ em một mình đó. Cố lên nha anh. Ừ, anh sẽ cố gắng hết sức. Ba. Những ngày qua ba rất là buồn, nhưng ba hy vọng một ngày nào đó con sẽ hiểu và thay đổi được. Con đừng có làm ba mẹ thất vọng thêm nữa. Ba, đây là Hiệp, còn đây là Phượng. Và mình sẽ có một con chốt thỉ mạng ở đây. Bây giờ quan trọng, mình phải lừa Phượng ra mặt để xử con chốt này. Và ba phải dụ Hiệp xuất hiện ngay chỗ con chốt này. Tôi nghĩ bà phải trở thành con gái yểu điệu thục nữ thêm một lần nữa. Không sao đâu. Bây giờ bà hẹn Hiệp ra quán cà phê đối diện Fanny đi. Còn tôi sẽ dụ Phượng ra khỏi ổ, để cho Hiệp nhìn thấy bộ mặt thật của Phượng. Vậy là xong. Ông đừng có làm mấy cái trò đó, tôi rối tung cái đầu hết trơn rồi nè. Rối cái gì mà rối. Tóm lại á, nhiệm vụ của bà bây giờ á, lôi Hiệp tới chỗ này thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà tôi lỡ nói với Hiệp như vậy rồi. Với lại á, tôi ngại gặp Hiệp lắm ông ơi. Rắc rối nữa thì sao? Ngại cái gì mà ngại. Yên tâm đi, mọi chuyện đã nằm trong bàn tay tính toán của tôi. Hiểu chưa? Hiệp không còn tâm trí nào nghĩ tới bà nữa đâu. Ngoài cách này ra, tôi thấy không còn cách nào khác nữa đâu. Nếu bà không chịu ra mặt. Mà tôi thấy nha, vụ này á không khác gì phim Mỹ ly kỳ tới phần cuối cùng, mà lại được made in Long and Lan. Vậy nha. Yeah. Làm cái gì mặt yếu xìu vậy? Vui lên coi. Tiến hành được chưa? Tôi Alo, xin lỗi ai vậy? Alo, Yến hả? Anh đây. À, anh Long hả? Anh gọi em có gì không? Anh có đám khách sộp hẹn em tối mai, nhưng mà em nhớ kêu Phượng tới cho vui nha. Dạ, nhưng mà anh có tới không? Tất nhiên rồi, anh nói anh sẽ tới. Nhưng mà
phải có Phượng đó nha. Anh á, lúc nào cũng Phượng hết à. Nhưng mà anh phải tới thiệt á nha. Rồi, chào em. Hẹn gặp em nha. Dạ, bye anh. Bây giờ nhanh lên. Alo Hiệp hả? Mai Hiệp có rảnh không? Tụi mình gặp nhau một chút nha, nói chuyện cho nó vui. Bộ Lan đi công tác rồi, Lan ở nhà hoài chán quá. Vậy hả? Hiệp luôn là người thế chân tốt phải không? Vậy Lan chọn địa điểm đi. Hay là tụi mình đi quán cà phê gần Finny nha. Nhưng mà Hiệp thấy chỗ đó không có tiện. Hay là mình đi chỗ khác nha. Sao vậy? Bộ có chuyện gì hả? À không, quyết định vậy đi. Ok, 7 giờ tối nha. Vậy ok, 7 giờ tối nha. Không gặp không về đó. May quá, tưởng hắn không đồng ý. Vậy là yên tâm rồi. Chuyện này sẽ ok. Đã nói lòng mà đã ra tay rồi, chuyện gì cũng êm đẹp hết. Alo, Lan hả? Mấy giờ rồi mà bà còn chưa chịu tới? Bà đang đâu vậy? Tôi đang ở sau lưng ông nè. Vô đây. Cái gì nữa đấy? Bộ bà không nhớ kế hoạch hả? Nhớ, nhưng mà tôi đổi ý rồi. Tôi không làm con gái nữa đâu. Tôi sợ đến gặp Hiệp rồi sau đó khó lòng mà trốn được. Tôi ngại chuyện tình cảm lắm. Thấy ghê ghê sao? Trời ơi. Vậy giờ bà tính sao? Không lẽ con mình tôi làm đạo diễn hai vụ hả? Không phải. Ông nói ông ra tay thì cái gì cũng đâu vô đó hết mà. Chứ tôi nói giỡn ông thôi, chứ tôi ở đây với ông mà. Cần gì thì nói tôi. Không biết nhỏ Phượng tới chưa nữa. Xe của mình sắp đến đây rồi đó. Mọi chuyện hư là tại bạn. Kệ tôi. Con nghe nè chú ơi. Dạ. Tất cả đã vào vị trí rồi. Dạ dạ. Ok chú. Ê, chú Khải gọi, xe sắp tới rồi đó, nhận sao đây? Từ từ, ông thích thì vô đi. Ê, hắn sắp đi kìa. Bà làm gì đi chứ, ngồi đây hoài hả? Làm gì là làm gì bây giờ? Nhanh lên. Làm gì đi chứ, hắn sắp đi rồi kìa. Yến tới rồi, lẹ lên, đeo vô mau. Đi. Mày điên hả? Đi đứng kêu gì đó? Mày muốn cái gì? Xin lỗi ông thôi. Có gì thì bỏ từng tiền, không làm ghê ạ. Trời ơi anh, lâu quá mới gặp nha. Sao bây giờ anh mới chịu ghé vợ? Đi đây. Ai cho phép cô? Thôi mọi những người đó. Anh buông em ra. Ai cho phép cô quay lại đây?
Tối qua cô đã nói với tôi những gì? Em... Cô dám lừa gạt tôi là đi với những người khác đúng không? Anh buông ra. Anh không lo cho tôi thì người khác lo cho tôi. Đừng vô tích sự. Cô... Bây giờ mình có thể nghỉ ngơi xả hơi được rồi. Ủa, bà sao vậy? Bộ bà lo quá nên bị trầm cảm rồi hả? Yên tâm đi, không có ai trách cứ bà gì đâu. Không phải, mà tôi đang tính gọi Hiệp để làm chung với tụi mình. Cái gì? Bà có bị khùng không vậy? Không có được. Mà bà tính để Hiệp làm cái gì? Thân mình lo chưa xong, kéo ra kéo vô, phá hỏng hết bây giờ. Chắc là tôi sẽ gọi cho chú Khải để bàn việc này quá. Không được gọi gì hết, trừ khi bà phải giải thích mọi chuyện cho rõ ràng mới được gọi, nghe chưa? Bộ, ông không thấy cái mặt của Hiệp hả? Hai ngày nay chú Khải nói là Hiệp không có ra khỏi nhà. Mà ông có nhớ cái kim tiêm mà tôi thấy trong phòng của Hiệp không? Còn chưa biết Hiệp làm gì với cái thứ đó. Lỡ mà ông thất tình, chán đời, rồi lao vô ma túy thiệt thì sao? Ê, tôi hỏi thiệt nha. Gì? Bà có cảm tình với Hiệp đúng không? Hả? Ông khùng hả? Cứu người thì cứu cho trót. Hiệp không có gì là ấn tượng hết. Với lại ông không thấy áy náy sao? Lôi hắn ra rồi hả, ông lại để mặc cho hắn muốn ra sao thì ra. Vậy có đáng không của tụi mình không? Thì giờ bà tính sao? Chợt về trong giấc mơ, hình như là đợi chờ nên đứng ngoài hiên vắng. Hình như là mây trắng rộn rã lúc tan trường, hình như là vẫn vương một khung trời nho nhỏ khoảng cách bạn và tôi. Hình như nắng chia rồi, hãy về, hãy trở về tuổi thơ đầy mơ ước khát khao. Hãy cùng tay nắm chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi, hãy vững chặt tay và cùng nhau khao khát tương lai rộng mở, dù phía trước đường còn dài và trông gai luôn đợi chờ. Này bạn ơi,